cả bạn quay trở lại với channel của mình, và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Ở đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với tập tiếp theo ở trong series Minecraft thế giới rồng. Thì ngày hôm nay chắc là tiếp tục phiêu lưu thôi các bạn. Đấy, chả làm gì khác đâu, tiếp tục phiêu lưu và khám phá thôi. Thì hiện tại là mình đang có ý định đó là chế đây. Chính là cái gọi là bếp nướng các bạn. Đấy, hiện tại là mình có sắt rồi, có sắt đây rồi, có lò nung rồi. Nhưng mà mình đang cho nung kính các bạn. Kính này là kính đen nhá. Úi dồi ôi, nhảy cao quá. Đây, kính này là kính đen chứ mà kính không phải kính trắng các bạn ạ. Thì mình sẽ phải cần đến kính trắng này. Sau đó thì cần cái chắc là bột nhuộm màu. Thì mình đang cần đó là cái không biết là cái nào. Túi mực có được không nhỉ? Ừ, túi mực được. Chắc là túi mực mình còn dư đây không? Không còn rồi. Thử nha, xem ở trong đây còn cái túi mực không. Mình nhớ rằng là mình có. Rồi, hết túi mực luôn các bạn. Hết túi mực luôn rồi. Thế thì mình phải đi ra ngoài kia. Ok, không sao. Ở đây có bạn, rất là nhiều mực luôn. Trời, được rồi, cái gì chứ mực thì không thiếu. Đấy, tiện thể là mình sẽ lấy những cái khoai tây các bạn. Đấy, về nướng các bạn. Tí nữa mình sẽ cho bạn thấy rằng là sự lợi hại của cái bếp nướng này. Trời ơi, rất ngon mà không sợ nóng. Đấy, đồ nướng một cái thôi là. Đâu rồi nhỉ? À đây rồi, khoai tây rồi. Nhiều khoai tây lắm. Nướng một cái thôi là ăn là bao đã luôn. Rồi, đây ra đây xin tí mực đã. xin tí mực đã. Đấy, tối đen thui luôn. Rồi, một cái túi mực rồi. À, mình cần khá là nhiều đấy, không phải ít đâu. Xin túi mực này. Ok, chúng ta cần không biết là bao nhiêu. Ba cái này phải không? Ba cái này. Ừ, thế được. Ui, cái gì đây? Trời đất ơi, con creeper, con gì nó nổ mình các bạn. Chắc là được rồi các bạn. Về đây. Ok, vứt mấy cái này đi. À, trời, tối một cái thôi là bọn quái vật biết các thứ là nó bâu đấy, nó tẩn mình các bạn. Ghê quá nhờ. Yên tâm, tí nữa mình sẽ cho nó biết thế nào là sự lợi hại. Chắc là tí nữa mình làm nhiệm vụ, sau đó thì mình sẽ chiến cái tháp kia các bạn. Chiến nốt cái tháp kia đi. Sợ cái gì các bạn. Trời đất ơi, đồ đạc đã xịn xò rồi. Ui ôi, chết giờ rồi. Cái gì đây? Trời ơi, sáng sớm nó đi kiếm người hút máu rồi. À, luôn cái ngôi làng này lắm ma cà rồng vậy. Ui ôi, khỏe thế, hồi máu liên tục à. Trời đất ơi, thịt gì không ăn cứ thích đi hút máu người. Rồi, ok, mình sẽ chế ấy đã. Chế cái kính đen đó các bạn. Đấy, một cái kính này chúng ta được hẳn 8 cơ. Rồi, ok, ngon luôn. Tạm thời mình cứ cất mấy cái kính này đi nhá. Bởi vì là sau này sẽ cần tới mà. Sau này chế tạo làm nhiệm vụ mà. Ok, bây giờ là bắt đầu chế nhá. Thế nào, đủ luôn rồi, cần gì đâu. Đấy, oven các bạn. Đấy, cái bếp nướng. Úi dồi, xịn lắm. Xịn xò con bò lắm. Than mình vứt ở đâu nhỉ? Rồi, hết cả than rồi. Đi mai mà quên mất không đào than. Rồi thôi không sao, chúng ta sẽ lại dùng dùng đến. Ui ôi, hết cả lava rồi. Thế toàn rồi, đi bụi rồi. Hỏng rồi các bạn ơi. Hết cả lava rồi, thế này dùng gỗ à. Thế đây có than ở đây không? Rồi, thôi. Thôi, mình dùng gỗ cũng được các bạn ạ. Không sao cả. Đây, mình sẽ nướng các bạn xem, thấy không? Nó sẽ chia ra làm tổng cộng là 9 các bạn. Đấy, bắt đầu nó nướng này. Đấy, các bạn thấy không? Chuyển đổi này, nó chuẩn bị chuyển màu dần này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, rất là nhanh luôn. Đấy, một lần 9 luôn ạ. À. Một lần 9 vật phẩm luôn. Nướng một cái lần. Úi dồi. Ăn no luôn các bạn ơi. Quá là xịn luôn. À, luôn là cái bếp nướng này nó xịn dã man luôn đấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Rồi, chúng ta phân tách thịt đây này. Đấy, ngon không? Quá xịn luôn, quá trời xịn luôn đi chứ. Rồi bây giờ là mình. Úi chết rồi, sao mình lại lên cái gì kia? Mình phải đi hút máu à? Hay đừng nha. Trời đất ơi. Bây giờ mình biến thành ma cà rồng. Uai, tối tôi rồi. Thế rồi mình bắt đầu mọc răng nanh rồi các bạn ơi. Úi dồi ôi, thôi đi bụi tôi rồi. Chết rồi. Mình phải đi hút máu rồi các bạn ơi. Tôi xong rồi không? Mình không muốn làm ma cà rồng các bạn ơi. Đấy. Rồi luôn, xong rồi. Cuộc đời mình tàn rồi các bạn. Chính thức là mình thành ma cà rồng rồi. Mình vừa chửi bọn ma cà rồng xong, bây giờ mình biến thành ma cà rồng. Khổ dã man. Đi làm nhiệm vụ được kệ đi các bạn. Sống chết mặc bay. Mình không làm ma cà rồng đâu. Đời kiếp này mình không làm đâu. Thề luôn đấy chứ. Xem nào. Có đồ gì ta? Đồ gì dễ chế nhỉ? Ui dồi ôi, block sắt cả đống thế này thì chế làm sao được. Toàn mình cái đắt thôi ạ. Chịu, mấy cái này thì không chế được rồi. Backpack à? Thôi, backpack cũng chịu rồi. Backpack là cần dương này, sợi chỉ này, da này. Da này là da gì? Da nung à? Da nung lên này. Xem nào, mình có nên chế được không nhỉ?
Ấy già, sợi chỉ cần nhiều đấy các bạn. Khá là nhiều sợi chỉ đấy, nhưng mà mình nhớ rằng là mình nhặt nhiều mà. Nhặt nhiều sợi chỉ mà. Phải không nhỉ? Mình có nhặt sợi chỉ không nhỉ? Có 27 sợi chỉ nè. Rồi ok, chúng ta chỉ bây giờ bắt đầu nhá. Cần có da này. Da là mình nhớ cũng nhiều lắm, mình có nhiều da lắm các bạn ạ. Da mình nhớ là mình nhoánh con bò mình nhặt nhiều lắm mà. Đây, có 7 da rồi. 7 da không biết là có đủ chế hay không. 7 da. Đâu, xem lại công thức các bạn. 7 da. Ok, đủ các bạn. Đủ luôn. Giờ cái này thì ok, 2 sợi chỉ tổng cộng cần 4 da, 4 da cái kia phải không? Ok. Đấy, 1 2 3 4 này. Rồi, được rồi, mình đang lo lắng cái việc mình biến thành con rồi đây, cất vào đây đi. Biến thành cái con macaron. Chết dở. Nói chung là macaron này khi mình đây nó sẽ nâng cấp từng cái gọi là đẳng cấp một này các bạn, thấy không? Bắt đầu này, bắt đầu thành becoming a macaron này, sau đó nhìn trong bóng tối được này. Regen máu này. Úi giời ơi, biến thành nhện này. Trời ơi, triệu hồi ra nhện này, nhiều kỹ năng lắm. Không biết là, nhưng mà mình không thích là macaron thực sự là như vậy. Nhiều kỹ năng lắm các bạn ạ. Đấy. À, buổi tối mình thử đi hút máu. Buổi tối mình thử đi hút máu nhưng mà mình toàn ăn chay à. Rồi ok, mình toàn ăn gọi là đồ vật là đây, ăn khoai tây thôi. Trời ơi, ăn chay thôi. Macaron đâu. Rồi ok. À đâu nhiệm vụ nhà cái cuốn sách nhiệm vụ của mình. Đây, bỏ đây đã. Ui có cả cái hướng dẫn làm macaron luôn này. Ghê thật. À chúng ta sẽ bây giờ à, đủ rồi đấy. Chế tạo cái dương nó là xong rồi. Chế tạo cái dương nó là đan rồi bạn. Cái này không biết là nó có chơi ghép được không, không không ghép được các bạn. Gỗ nào đi gỗ đấy. Ok, thế này là phải đi chặt gỗ rồi. Rồi mình ra đây chặt ít gỗ đã để chế tạo cái dương đã. Làm một cái dương đã. Cái dương trong nhà mình to lắm rồi nhưng mà chủ yếu là làm nhiệm vụ thôi. Nên đâm ra là mình phải rồi, ok nhá. Còn luôn các bạn này. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ chế tạo này. Đâu nhỉ, thử xem là mình có nhớ công thức không. Nhớ mang máng là đặt như thế này. Sau đó thì úi xịt chuẩn bài luôn. Vẫn nhớ các bạn ạ. Đôi khi người già chỉ nhớ hơi kém các bạn thông cảm. Ui trời đất ơi, cái bách bách. Nó lởm gì vậy. Trời ơi, cái ender chest của mình nó còn xịn hơn cả cái bách bách này ạ. Thôi không sao, méo mó con không. Không nên chê các bạn. Méo mó con không. Rồi ok, không sao. Cũng tạm vậy, cất vào đây. Regen máu này bỏ đây. Nhiều bạn hỏi tại sao mình không dùng regen máu, khổ quá cơ. Mình để tiết kiệm để tí nữa đi đánh boss đây này. Khổ lắm. Rồi ok. Cất mấy cái đồ không cần thiết đi nhá. Thức ăn thì mình chỉ để 2 cái thôi. Rồi ok, nhận nhiệm vụ đã. Đấy, được ngay 50 tiền liền. 50 tiền liền các bạn. Còn cái này là chế cái gì đây? Ui cái này chế lớn hơn à. Cái này chế dễ lắm. Hai da này, hai gậy này. Úi ngon luôn bạn. Tội gì mà không chế. Không chế có gì nhỉ? Hai da. Hai da hai gậy phải không? Ờ à, tới nhá, lấy da ra đã. Ôi chết giờ rồi, da mình lại cất đâu rồi? Vừa mới bỏ vào đây mà. Ô, ba cái da còn ba cái thôi à? Hai da hai gậy ok. Nha, mình thử xem là mình nhớ công thức không? Quá cơ. Già rồi chỉ nhớ kém các bạn. Ấy. Đấy, ok. Được ngay nhiệm vụ các bạn. Ngon ngay, được 50 tiền tội gì. Được một cái gì đây? Lucky Block à? À, mình nhớ các bạn. Ui, được cái mũ này. Mình nhớ rằng là cái này là kiểu như cái Lucky Block đấy. Anh em họ hàng với Lucky Block đấy các bạn ạ. À, đội mũ vào. Ui, trời ơi, ba cà rộng. Nhìn cái răng nanh này chán đời rồi. Ok, chúng ta sẽ thử xem rằng là đâu nhỉ? Độ may mắn của mình nào. Đây là cái khối lập phương các bạn. Nó cũng anh em họ hàng với cả cái Lucky Block đấy. Chúng ta sẽ ra đây thử nhé. Phải không nhỉ? Mình thử đập nào. Ui giời ơi. Ôi không còn gì để nói các bạn. Không còn gì để nói. Mở ra quả. Quả creeper là thôi đi bụi rồi. Ok Sunfua ạ. Rồi đây nhận kinh nghiệm. Rồi mình làm ba cà rồng rồi. Mấy bác người dân ơi, tối mấy bác sẽ bị hút máu đấy. Ui mấy bác này hình như cũng biến thành ma cà rồng rồi này. Trời đất ơi, thánh thần trên địa ơi. Thánh thần tiên địa ơi, mấy bác này mắt cũng đỏ lòm như mình ạ. À không, mấy bác này chưa. Mấy bác này chưa mọc răng nanh các bạn. Mấy bác này còn non và xanh lắm. À thôi, bây giờ mình sẽ đầu tiên nhá, xem còn nhiệm vụ gì dễ không. Còn nhiệm vụ gì dễ mình chế nốt. À cái túi, ui cái này thì chịu rồi. Cái này thì cần nhiều vàng lắm. À cái này cũng thế này. Còn cái gì không, nhiệm vụ trên này là cái gì đây.
Ờ cái này thì chịu. Kim cương hết rồi đấy. Tính ra là chúng ta bắt đầu bị bế tắc rồi. Cần khá là nhiều nguyên liệu quý hiếm để bắt đầu chế được. Thế nên là thôi chịu rồi. Thôi chịu rồi. Và bè xem là có bao nhiêu. 277 tiền à. Mình mua được cái gì không? 277 tiền chắc là chả mua được gì. À đây rồi. Mua được cái gì? Strong box à. Thế là mua được cái ấy này. Wow. Mua được mấy cái dương này. Thử xem mua cái dương này nào. Ok. Mình sẽ cứ mở đi. Sợ gì đâu. Wow. Nhận được mấy. Ui cà rốt vàng này. Rồi. Nhận được mấy cái đồ các bạn. Ăn vào. Mấy cái này ăn được à. Wow. Cái này kiểu như là bình máu vậy. Thôi cất đi. Cất đi. Cất đi các bạn. Dùng sau. Mắt bắp kia sợ thế. Cất mấy đồ này đi. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu đi chiến tháp được các bạn. Chiến tháp rồi. Tầm này sợ cái gì các bạn ơi. Sợ sệt cái gì. Ma cà rồng đi chiến tháp đây. Ok nhá. Sang bên kia nhá. Rồi, ma cà rồng đi chiến tháp các bạn. Không biết là ma cà rồng có làm ăn gì. Ui chết tở rồi. Ui chết tở rồi. Sao đây. Thiếu máu à. Cái gì đây. Tôi sợ thế. Không ma cà rồng. Ui. Mình cần máu các bạn ơi. Rồi xong rồi. Xong tôi rồi. Hình như mình cần đi hút máu. Đấy nhá, từ sau này. Macaron sợ nước. Ui. Macaron lặn luôn các bạn ạ. Macaron không bị chết đuối. Phải không? Ghê vậy. Macaron không bị chết đuối. Quá xịn sò. What the. Ê à, con này. Ô con này đệ tử của rồng mà. Ô con này bị điên à. Con nó đứng đơ luôn ạ. Nó thành tượng luôn này. Khó hiểu nhỉ. Ủa chết dở rồi. Từ khi mình làm ma cà rồng mọi thứ nó trở lên khó hiểu. Dã man luôn các bạn ạ. Mình tài luôn. Chết dở rồi. Mình không muốn làm ma cà rồng các bạn ơi. Chết dở rồi. Bây giờ mình ăn nó không được ấy này. Mình ăn thịt sống không? Ăn thịt sống có được không? Ui không được các bạn ơi. Bắt buộc phải hút máu rồi. Toi tôi rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đi bụi tôi rồi. Đi bụi thật sự rồi. À khổ thật đấy chứ. Mình muốn làm người bình thường thôi mà cho mình làm ma cà rồng làm cái gì. Ok không sao các bạn. Ui mạnh thế. Uống cái thuốc sức mạnh vào đấy. Lý do tại sao mình để dành toi là như vậy các bạn. Ai à con bọ con bọ. Ê, nó hút máu mình. Thôi. Nhân cơ hội này vẫn còn đang còn nhiều máu bạn. Còn nhiều năng lượng thì mình sẽ chiến cái tháp nào. Ui, bọ chúa đâu? Thế giờ rồi. Ui. Cuốn sách enchant. Ngon luôn đấy bạn ơi. Multitune à. Rồi nha, mình đặt điểm đây sau đó thì mình quay lại sau trời sáng đã. Xong, đặt điểm đây đã. ABC XYZ đã. Rồi chúng ta quay lại ngôi làng đã. Thế giờ mình là ba cà rồng rồi. Buổi tối mình phải đi hút máu rồi các bạn ơi. Phải không? Thôi trời tối rồi, chắc có lẽ mình về ngủ đã các bạn ơi. Kệ đi, biết rằng là buổi sáng rằng là mình mà bị dậy ấy. Buổi sáng là trời ơi, ánh mặt trời nó sẽ đốt mình sẽ bị gọi là thiêu cháy. Nhưng mà thôi kệ không sao. Trời ơi, buổi tối nhiều zumba lắm. Rồi nha, bây giờ là một là thôi, chấp nhận rồi các bạn. Chấp nhận rồi. Đã là macaron thì chấp nhận rồi các bạn. Không thể nào mà thay đổi được rồi. Rồi nha, mình sẽ đi tìm bác người dân. À đều. Xin tí máu các bạn. Ơi. Xin lỗi bác, cháu xin lỗi bác. Trời đất ơi. Úi dồi ôi, hút cạn kiệt rồi. Tính ra là dân làng ở trong này bị hút hết rồi chứ các bạn. Bị hút hết rồi, ai mắt cũng đỏ ngầu luôn ạ. Đây này, nhận biết là ai là trở thành bị ma cà rồng. Con này làm sao. Đấy các bạn thấy không. Nhưng mà thôi, mình rất là, mình vẫn ghét ma cà rồng các bạn. Tuy rằng mình biến thành ma cà rồng nhưng mà mình vẫn phải tiêu diệt nó. Ui. Ui, rơi luôn này. Ui, con ma cà rồng này ghê lắm nhá. Thôi kệ để đây này. Xem nào, đấy. Bác nào cũng bắt đỏ lòm luôn là bị ma cà rồng hút sạch máu luôn rồi đấy. Rồi đấy rồi. Nhưng mà thôi. Xin lỗi mấy bác nha. Cháu hút tạm thôi. Để mấy hôm bữa cháu đi kiếm mấy cái con lợn gà vịt châu bò để cháu hút thì cháu sẽ hứa không hút mấy bác nữa. Rồi ok thôi đi thôi các bạn. Mình sẽ đi quay trở lại cái khu tháp kia rồi. Trời ơi biết rằng có tội nhưng mà biết làm thế nào được. Trời ơi khổ lắm. Rồi ok chúng ta sẽ ăn poi vào. Chiến rồi các bạn này. Trời ơi, làm nhanh cái tháp này, làm gỏi cái tháp này đã xong tính sau. Ok à, khổ lắm các bạn ạ, làm ma cà rồng khổ lắm như xuống gì động. Láo này. Láo.
láo này. À, ok, phá mấy cái này đi. Sao? Làm sao? Làm sao? Con đuổi này. Ui, được cái khiên kìa. Có cái khiên kìa. Đó, có khiên các bạn này, có khiên. Ui, khiên lởm rồi. Khiên lởm rồi. Ok, mấy cái linh tai linh tinh thì bỏ đi, không cần thiết lắm. Lên 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 luôn các bạn, nhanh nhanh. Nhanh, không thì trời tối mất các bạn. Mình biết rằng là ma cà rồng nó sẽ hoạt động vào buổi tối các bạn. Buổi sáng là sẽ bị mặt trời nó thiêu đốt, nhưng mà thôi, kệ đi. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Con đuổi kia nó đánh mình rơi xuống mấy tầng luôn ạ. Láo. Nó lại hút máu mày bây giờ chứ. Giá mà Zumbai mình có thể hút máu được thì tốt các bạn ạ. Đấy, Zumbai mà mình hút máu được là mình làm việc tốt luôn đấy. Vừa tiêu diệt Zumbai mà lại vừa có, gọi là có máu. Ok, chúng ta có da này. Block à, quặng máu à. Rồi ok, thôi kệ đi. Khi nữa về tính sau các bạn này. Láo này. Nha, xử lý từng con một các bạn. Xử lý từng con một. Không biết là mình có đánh được cái con boss hay không, nhưng mà tí tính sau. Ôi ôi, là ma cà rồng cũng khỏe phết đấy các bạn ạ. Tính ra là ma cà rồng khỏe phết đấy, đừng có đùa. Ok mình... Ui, giày này, slam này. Cái này, thôi cứ để đây đi, tính sau. À mà tí nữa cái tháp này nó nổ rồi mà. Tính làm sao được. Ui, trên này, trên này, trên này, trên này các bạn ơi. Trên này này. Con boss ở trên này này. Chúng ta mình đánh được các bạn ạ. Mình nghĩ là mình đánh được. Ui, đã hết máu rồi. Chuẩn bị hết máu rồi. Mình đánh được con boss các bạn này. Yên tâm nhé các bạn, yên tâm. Mình sẽ... Rồi. Chưa mở cái dương vội. Mình sẽ dùng... dùng vứt dương đồ cho nó sạch sẽ đã. Book bang này. Trời, lumberjack bang. Mà xem được cái gì không. Rồi, được gỗ ạ. Gỗ thì mình chịu. Gỗ thì mình chịu luôn. Ra đủ tới nha. Vứt hết mấy cái đồ linh tinh đã. Để chúng ta xem rằng có kim cương ở trong kia thì còn nhặt được luôn các bạn ạ. Ngon luôn. Chứ đỡ phải mất công. Nhặt mấy cái đồ này đã. Nhặt đồ linh tinh đã. Gì đấy? Con Zumbai nó đã dương cung, nó chuẩn bị bắn mình rồi, mình nghe tiếng kéo cung nha. Đó thôi, ác gì đâu à. Nhạt hết, mớ làng nữa, nhạt hết. Ê, mình bị lửa đốt, lửa theo đốt. Từ từ các bạn ơi, từ từ bình tĩnh bé ơi, sao phải vội thế nhở. Đó, đánh nhau mà. Đâu rồi, con đuổi đâu rồi. Tao sợ mày thế nhở. Tao lại sợ mày quá. Con này có 250 máu mà. Tẩn một lúc nó chết liền. Nó có tuổi. Mà tuổi nó là tuổi gà. Tuổi gà. Gà. Gà vịt. Gà qué. Tà máu ạ. Chết luôn đi chứ. Trời ơi, chết luôn. Như gặp anh núp là đi bụi luôn. Ok. Thế thôi hả? Trên này còn đồ. Ôi chết rồi. Trên kia còn đồ các bạn ơi. Ê lửa đốt. Nhặt cái này đã. Đồ cái dây chói thần kỳ rồi. Ê, chạy thôi. Ê, lửa đốt các bạn ơi. À đâu, nắng đốt, quên mất lại lửa đốt. Nắng. Ôi, mặt trời đốt. Đau quá. À quên mất, mình là ma cà rồng rồi mà mình làm sao mà ăn được mấy cái đồ này đâu. Trời đất ơi. Còn đi về rồi các bạn, 7 viên kim cương rồi. Thôi, chắc có lẽ là mình sẽ TP lại về làng. Lại phải đi hút máu. Không được, không thể thế được các bạn. Không làm việc xấu như thế đâu. À, nghĩ nó chán thật đấy chứ. Ôi xin lỗi mấy bác, mấy bác mở cửa cháu vào đi. Cháu khát máu lắm rồi. Ui dồi, may quá. Hồi sinh rồi các bạn. Từ nha, xem nào. Cái này mình có thể đựng vào chai được. Ui, có quả kính xịn vậy. Ui, kính cầu vồng giống mình luôn. Ừ, hợp lý. À, ma cà rồng đeo kính nhìn như dân chơi các bạn. Đây là dân chơi ma cà rồng. Đúng kiểu dân chơi ma cà rồng các bạn. À, ok. Hết được đầy máu rồi. Ui, cái dây này hình như là dây chói thần kỳ này, không biết là có buộc được giống như kiểu dây chói ngày trước không nhỉ? Nó sẽ nhốt mấy cái con mà mình muốn vào ấy. Nha, thế thì ngon quá nhỉ? Thế mình đi bắt bò, bắt lợn, ui quạ kìa. Bò, bắt lợn, bắt gà cho vào đây. Ở đây chắc không có ai mặt trời đốt kìa. Đâu quá, thôi đi về. Ui dồi. Mấy con này bây giờ là đồng minh của mình rồi đấy. Thật sự là mấy con này bây giờ là đồng minh của mình rồi đấy. Nó không đánh mình nữa các bạn ạ. Bởi vì là mình cũng là ma cà rồng. Bình thường là ngày trước là mình vào đây là nó tẩn cho mình không trượt phát nào đâu. Nhưng bây giờ thành đồng minh hết với nhau rồi. Toàn khát máu ạ. Ok. Hút được không trượt cái nào luôn. À, có upgrade miner này. Cái này là dùng để cho chúng ta có thể để... À, cái này hình như là mình có thể là chọn
và lock lead này. Hình như là mình đã chọn để có thể đi mai. Thôi tạm thời là mình chưa đi mai đâu, Macaron chưa đi mai vội. Đâu đây nào, được 7 viên kim cương à, 7 viên kim cương sẽ hoàn thành nhiệm vụ kim cương chưa? Ok nhá. Rồi, loot bag được cái gì đây? Lại được Gorky à? À, được cái mắt các bạn ạ. Rồi, được cái quần này. Nhặt ra. Nhặt vào đã. Cất về đây là đồ linh tinh đi. Rồi, được cái quần, quần này xịn hơn à? Ok, mặc vào luôn. Cái mắt này, cái mắt này tác dụng gì? Nhá, từ để vào bên này nào. Ái chà chà. Trời ơi, đeo thêm một quả mắt nữa. Mắt mình nhìn đã ngáo rồi lại đeo thêm quả mắt nữa. Thôi kệ đi các bạn. Đeo vào cho đủ phụ kiện. Rồi, đấy, đeo này tính ra đeo này. Không ai nhìn biết là mình thành ma cà rồng đâu các bạn nhá. Không ai biết luôn đấy chứ. Trời ơi, hợp lý luôn các bạn. Hợp lý luôn. Bây giờ mình có nên là chế tạo một cái ok, tôi biết làm nào được. Chấp nhận thôi. Mình không muốn hút máu với bác này đâu, nhưng mà bây giờ muốn đi ra ngoài ấy, muốn không bị chết ấy, thì mình sẽ phải đây, chế tạo mấy cái bình. Mấy cái bình này. Đấy, sau đó thì mình sẽ phải hút máu cho vào chai. Biết phải không nhỉ? Biết là hút máu cho vào chai được không? À được, 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 được. Ok, ok. Nha, bác ơi cháu xin lỗi bác nhá. Thực sự là cháu không muốn thế đâu. Thực sự là cháu không muốn thế đâu. Nhưng mà bất đắc dĩ. Ừ đấy, cháu hút như thế thôi, cháu để lại dành cho bác. Rồi ok. Ôi bình máu. Trời ơi. Rồi, bây giờ có lẽ rằng là mình sẽ đi tìm lợn, gà, trâu bò, gà qué để mình có thể là mình hút máu các bạn. Mình hút máu bỏ vào lọ cho nó gọi là lịch sự, chứ mình không đi hút máu người nữa, mình hứa đấy. Ấy ấy, mặt trời đốt, mặt trời đốt. Chết rồi, chết rồi. Tốt. Thế cứ ra ngoài một cái rồi là mặt trời nó thiêu đốt. Ôi bên này có ngôi làng này. Ấy chà chà. Bên này có ngôi làng, bên này có emerald luôn đấy. Ấy chà chà. Nóng quá. Ấy. Thiêu đốt, mặt trời thiêu đốt. Nhảy nhanh. Nhảy nhanh. Ừ đây rồi, chui đây rồi, ấm áp rồi. Hết rồi. Cái này là đốt lâu là mình chết đấy các bạn ạ. Ngôi làng có ai không? Không có ai luôn. À dưới này có khu mai. Thôi kệ đi. Rồi đưa đây. Mình sẽ cố gắng là có những cái điểm point này mình cộng vào cũng được. Nhìn trong bóng tối là cũng ngon đấy. Được cái nhìn trong bóng tối cũng được đấy. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nha. Nhớ ấn like để ủng hộ núp để ra những cái clip mới hơn dành cho các bạn nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye.